Khi nói tới ôi làm gì? Tại nó buồn. Làm gì càng chết hay chết nữa. Tại sao ạ? Hình ảnh mà giọng nói. Nhưng mà lâu nay chúng ta bán đang tập trung vào gì? Tập trung vào dung. Nội dung tất cả với nhau nhưng khác nhau là gì ạ? Giọng nói và hình ảnh. Nội dung giống nhau bán mắt đấy. Mấy cái gì? Nội dung tất cả với nhau. Và thế giới chúng mình này. Đời thứ 7 100%. Giọng nói 38%. Hình ảnh 55%. Khi ngôn từ là 93%. Đất nước mình tập trung vào đâu? Ngôn từ của anh. Tại hình ảnh tập trung vào chân 3 đất nước mình tập trung vào chân 3. Tôi có được vào nghề giáo dục dạy cho mặt cho chị. Chị biết là tất cả đất nước mình là thầy đọc chép, quốc hội đọc, chủ tịch quốc hội đọc, ở dưới là chính tả. Đọc cả ngày điên này, không có việc gì làm. Ở trên là đọc ở dưới là chính tả. Điên này. Lãng phí nhất người Việt Nam là học hành mà được. Lời thứ 7 73 giọng nói 38 hình ảnh 38 lời từ 38 lời từ nói giọng nói 93 phi ngôn từ hình ảnh 55 7 ngôn từ lời từ 93 phi ngôn từ cái số lần bạn thấy này nó không nói quyền năng mềm. Đấy. Quyền năng mềm. Thank you.
bà phải làm thạc sĩ về dược học tại Pháp, những nước Pháp, bà phải làm tiến sĩ tại Mỹ, không được cái gì, chứ không học được sao học được, tại sao cái gì không học được thì không học được. Tôi hỏi tôi là mình không đạt được, tôi đi Mỹ thì năm 1983 nhất vị phụ cận Mỹ mà, tôi đi Mỹ là lần này qua Canada 3 ngày, nếu không có được visa thì về hồi trường chứng khoán này, bố mày phải đi. Con tôi mà mày là bị sĩ thằng bé 8,5 chứ anh mà nó kiêng kìa là 8,5 rồi, bây giờ 8,5 rồi như thường 8,5 là ghê lắm, động lực năng lực động lực thể giúp cứu mọi người, tôi làm phúc cho mọi người và tiền được đấy, nhân quả để thuộc lòng đầu nhân quả, chứ nó kiếm tiền không có nhân quả, đừng kiếm tiền mà kiếm đất, nhiều tiền bằng cách giúp nhiều người, có phúc có đức, có tâm có đức, không có sức mạnh, có tâm có đức, tâm an là tiền vô vàn, tâm an tiền vô vàn, tâm an tiền vô vàn, tâm an tiền vô vàn, là slogan tiền sau, slogan ạ, còn slogan nổi mình tính sau, thấy chưa? Người ta thay đổi cái đầu tư, cái kiến thức cũng bao nhiêu vậy? Đầu tư của các bạn, quyền năng mềm, quyền năng mềm, kỹ năng mềm, quyền năng mềm, kỹ năng mềm, cái đầu tư vào giọng nói, đầu tư vào hình ảnh, cái gì nó đúng thật tâm. Tuổi tôi được bao nhiêu? Có ba rồi đấy, có ba rồi, tổng từ ba là đơn giản. Đây nó là gì anh? Ai sinh năm 94? 94 là lại bao nhiêu? 22 đúng không? 2 năm 93. 2 95 không? Có 96. Không có. À có. Thế tôi hơn 3 lần tuổi chị. Thế mà đứng ở ngày đội trai lại nhảy tương tư. Tập đội 2 trai, tập đội 3 trai. Hàng ngày vẫn tập cung bóng. Vẫn nặng cung bóng. Đấy, hôm nay không tập đấy, hôm nào thi với tất cả lớp của chị luôn. Hôm nào nhá, thi vào tập này. Thi lớp của tất cả luôn. Chị tập. Không hít. Đứng im này, đứng kinh này, không được cứ quậy. Đây. Đấy. Bao nhiêu phút? Thế là 3 phút. Chủ yếu là 30 giây. Thế là 3 phút. 5 phút. 8 phút. Được. Lên đi, nghe mày. Nói lên, giơ tay. Giơ tay. Nè,